Sáng nay ngày 1 tháng 3, Ban Công tác nữ Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3. Trong không khí ấm tình đồng chí đồng đội, các đại biểu và nữ cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, những đóng góp cống hiến hy sinh của nữ cựu thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa cho độc lập tự do của dân tộc và thực hiện nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, các nữ cựu thanh niên sung phong tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động phong trào phụ nữ như cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ trật tự an toàn giao thông, mẹ đỡ đầu, quỹ mái ấm tình thương, phong trào nuôi heo đất. Qua đó động viên chị em hội viên tích cực nỗ lực thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.